12 phẩm tán thán công đức. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này, các căn không bệnh, thân thể đầy đủ, không bị già yếu, cũng không bị chết ngang trái, thường được vô lượng trăm ngàn thiên thần cung kính nhiễu quanh, thường theo hộ trì các thiện nam thiện nữ vân vân này. Đối với những ngày mùng 8, 14, 15 trong nửa tháng có trăng và nửa tháng không trăng mà đọc tụng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, là khi đó trời tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh đều đến vân tập ở chỗ pháp sư này để lắng nghe thọ trì pháp nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Do nhân duyên này, các thiện nam thiện nữ vân vân này nên được vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghỉ công đức hy hữu. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là đại bảo tạng nên vô lượng vô số vô biên hữu tình giải thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ và các khổ, nghèo, nàn, bệnh hoạn trong cõi trời người. Cũng có thể đem sự phú quý an lạc cho vô lượng vô số vô biên hữu tình, đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ, cũng đem sự phú quý an lạc cho vô lượng vô số vô biên hữu tình trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng đem sự tự tại an lạc cho vô lượng vô số vô biên hữu tình đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì trong đại bảo tạng của Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thuyết rộng khai thị 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, như vậy cho đến trí nhất thiết tướng vô lượng vô số vô biên hữu tình tu học trong đó nên được sanh trong đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ, hoặc sanh nơi trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc nhập vào chánh tánh ly sanh của bồ tát, tu tập các bậc của đại bồ tát, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do nhân duyên này nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm gọi là đại bảo tạng, công đức chân bảo ở thế gian và xuất thế gian đều y vào đây mà xuất hiện. Thiện hiện nên biết trong đại bảo tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm không có một chút pháp gì thuyết có sanh, có diệt, có nhiễm, có tịnh, có lấy, có bỏ. Vì sao? Vì trong đây không có pháp có thể sanh, có thể diệt, có thể nhiễm, có thể tịnh, có thể lấy, có thể bỏ. Thiện hiện nên biết trong đại bảo tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm không thuyết có pháp là thiện, là chẳng thiện, là hữu lậu, là vô lậu, là có tội, là vô tội, là tạp nhiễm, là thanh tịnh, là thế gian, là xuất thế gian, là hữu vi, là vô vi. Do nhân duyên này nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm gọi là đại pháp bảo tạng vô sở đắc. Thiện hiện nên biết trong đại bảo tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm không có một chút pháp gì thuyết là có thể nhiễm ô, có thể thanh tịnh. Vì sao? Vì trong đây không có pháp nào có thể nhiễm ô thanh tịnh. Do nhân duyên này nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm gọi là đại pháp bảo tạng vô nhiễm tịnh. Lại nữa, thiện hiện, nếu khi đại Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm không tưởng như vậy, phân biệt như vậy, có đắc như vậy, hỷ luận như vậy, ta có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là đại Bồ Tát như thật tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, cũng thân cận phụng sự chư Phật. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, du hành các cõi Phật, khéo lấy tướng kia để thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu các hạnh đại Bồ Tát, mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm đối với tất cả pháp không phải, không trái, không dẫn, không khiến, không lấy, không bỏ, không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm chẳng quá khứ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại, không vượt dục giới, không trụ dục giới, không vượt sắc giới, không trụ sắc giới, không vượt vô sắc giới, không trụ vô sắc giới. Đối với bố thí Ba La Mật Đa không cho, không bỏ, cho đến đối với trí nhất thiết tướng không cho, không bỏ. Đối với quả dự lưu không cho không bỏ, cho đến đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không cho không bỏ, không cho các thánh pháp, không bỏ pháp dị sanh, không cho các Phật pháp,
không bỏ pháp nhị thừa, không cho cảnh giới vô vi, không bỏ cảnh giới hữu vi. Vì sao? Vì Như Lai xuất hiện ở đời hoặc không xuất hiện ở đời, các pháp vẫn như vậy, thường không biến đổi, an trụ nơi pháp giới. Tất cả Như Lai hiện giác hiện quán, đã tự hiện giác tự hiện quán rồi, thì vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị phân biệt rõ ràng, làm cho tất cả cùng giác ngộ xa lìa các vọng tưởng phân biệt điên đảo. Lúc bấy giờ vô lượng trăm ngàn thiên tử ở trong hư không đều vui mừng hớn hở, cầm hoa sen xanh, hoa sen trắng, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hương thơm, nhiệm màu và các hương bột giải lên Đức Phật, ai ai cũng hân hoan giống nhau đồng thanh bạch Phật. Hiện nay chúng con ở châu Thiệm Bộ thấy Phật truyền Pháp Luân lần thứ hai, trong Pháp hội ấy có vô lượng trăm ngàn thiên tử nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa đều đồng chứng đắc vô sanh Pháp Nhẫn. Khi ấy Thế Tôn bảo Thiện Hiện, Pháp Luân như vậy chẳng phải truyền lần thứ nhất cũng chẳng phải truyền lần thứ hai. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đối với tất cả Pháp, không vì lưu truyền, không vì hoàn diệt, mà chỉ vì Pháp vô tính tự tính không nên xuất hiện ở thế gian. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao lại vì Pháp vô tính tự tính không mà Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đối với tất cả Pháp, không vì lưu truyền, không vì hoàn diệt nên xuất hiện ở thế gian? Phật dạy, Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, tự tánh không của Bát Nhã sâu xa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, cho đến vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tự tánh không của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vì quả dự lưu, tự tánh không của quả dự lưu, cho đến vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà của chư Phật, tự tánh không của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà của chư Phật. Thiện Hiện nên biết, vì Pháp vô tính tự tính không của các pháp như vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đối với tất cả pháp, không vì lưu truyền, không vì hoàn diệt mà xuất hiện ở thế gian. Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm là Ba La Mật Đa rộng lớn, đạt được tự tánh không của tất cả pháp. Tuy đạt được tự tánh không của tất cả các pháp, nhưng tự tánh của các pháp đều là không. Các đại Bồ Tát chỉ nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, truyền pháp luân vi diệu độ thoát các hữu tình. Tuy chứng quả giác ngộ nhưng không chứng pháp chứng hay không chứng bất khả đắc. Tuy truyền pháp luân mà không có sự truyền, pháp hoàn đều bất khả đắc. Tuy độ thoát các hữu tình nhưng không có sự độ thoát và pháp thấy không thấy đều bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, trong Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa này, việc truyền pháp luân hoàn toàn bất khả đắc, vì tất cả pháp vĩnh viễn không sanh nên sự lưu truyền, chỗ truyền đều bất khả đắc. Vì sao? Vì trong pháp chẳng có không, vô tướng, vô nguyện, có thể lưu truyền và có thể hoàn diệt, vì pháp tánh lưu truyền hoàn diệt bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nếu tuyên thuyết khai thị phân biệt rõ ràng như vậy, làm cho người khác ngộ nhập dễ dàng thì gọi là thanh tịnh tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong đây hoàn toàn không có người thuyết, người thọ trì, pháp để thuyết và thọ. Đã không người thuyết, người thọ và pháp thuyết, người chứng cũng bất khả đắc. Không người chứng nên cũng không có người đắc niết bàn. Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm trong pháp khéo thuyết cũng không phước điền. Người cho, người nhận, vật cho đều tánh không, phước điền không nên tánh phước cũng không, biểu thị danh tự, lời nói đều bất khả đắc, cho nên gọi là Ba La Mật Đa rộng lớn. Lúc bấy giờ cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm là vô biên Ba La Mật Đa hay sao? Thiện Hiện, đúng vậy, như khoảng hư không vô biên. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm là bình đẳng Ba La Mật Đa sao? Thiện Hiện, đúng vậy, vì tất cả pháp tánh bình đẳng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm là viễn ly Ba La Mật Đa sao? Thiện Hiện, đúng vậy, hoàn toàn không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm là khó khuất phục Ba La Mật Đa sao? Thiện Hiện, đúng vậy, vì tất cả pháp bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm là không giấu chân Ba La Mật Đa sao? Thiện Hiện, đúng vậy, vì tất cả pháp không tên gọi thể tánh. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm là hư không Ba La Mật Đa sao? Thiện Hiện, đúng vậy, vì hơi thở vào hơi thở ra bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm là bất khả thuyết Ba La Mật Đa sao? Thiện Hiện, đúng vậy, vì trong đây không tầm cũng không tứ.
Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là vô danh Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì thọ tưởng hành vân vân bất khả đắc. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là vô truyền Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì tất cả pháp không đến và đi. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không thể dẫn Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì tất cả pháp không thể nắm giữ. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là cùng tận Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì tất cả pháp hoàn toàn cùng tận. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là vô sanh vô diệt Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì tất cả pháp không sanh diệt. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là vô tác Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì các tác giả bất khả đắc. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là vô tri Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì những người biết bất khả đắc. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không chuyển động Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì việc sanh tử bất khả đắc. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không điều phục Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì tất cả pháp có thể điều phục tánh bất khả đắc. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là như mộng, như tiếng vang, như hình tượng, như huyễn hóa, như ảnh trong gương, như sóng nắng, như thành tầm hương, như việc biến hóa Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì chỗ thấy tất cả pháp như mộng cho đến như việc biến hóa bất khả đắc. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không nhiễm tịnh Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì nhân nhiễm tịnh bất khả đắc. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không bôi nhơ Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì nơi để pháp kia nương tựa bất khả đắc. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không hí luận Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì các việc hí luật diệt trừ vĩnh viễn.